chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại clip tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chơi chút tiền tiếp nha các bạn. Bye.
Người nó là nó bắt nghe. Bye bye. Bye. Ngồi trong nó đang ngồi chỗ kia. Nó lại nhảy lên chỗ kè kìa. Bye. 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 Cái đâu rồi? Bye. Thấy kèo rồi đó.
kỹ nha. Bye. 10 giây nữa. Rồi xong, ta sắp sống chung rồi. Rồi, tại mình đang dịch chuyển mà kêu bị gì vậy? Ai biết tiếng cái dịch chuyển. Thấy gì kìa, thấy không? Hạnh bắt kia ra. Thấy rồi. Sao nó bay lên hũ đậu này hay vậy? À, biết. Kìa, nó đứng cái đồ nhảy nhảy gì kìa đây nè. Thôi không? Bên đây này tin. Nó chết, nó biết nó chết rồi. Đâu con khác con ấy, cái gì vậy? Mà. Đâu chỗ nào? Chè rượu trên cao hả? Kỳ nghĩ mình có bị chặn nào không? Không, kỳ vậy. Mà đi đá nè. Khẽ lên. Mới bị ok chưa? Kỳ mới bị ok chưa? Đi bị ok đi nè.
đầu nó đẹp lắm. Biết mà. Trên cầu thang à. Cái đâu rồi? Cái lên ghế sofa. Nó lên cầu thang hả? Đi xuống. Cho mình ăn đậu ấy. Lên rồi nè. Trốn vô cái cửa gì kìa, nó không biết đâu. Trốn vô lỗ chuột kìa bạn vừa. Không biết. Mình ăn nè. Sao IT nó cứ chạy lên cầu thang hoài à? Chắc nó tưởng mình cho nó kìa. Nãy mình lên cho nó, mình nhảy xuống à. Bye. 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 Rồi xong nó chạy lên ghe kìa. Di chậm á. Hay là đừng nói nó nhắn chảy không, nhảy không nha. Rồi xong bắt được kia kìa, chuẩn bị đó. Rồi. Cái thế nha, đúng không? Đâu chưa chửi. Chạy hắt. Thua cái lá. Thua cái lá. Bye. Bye. Bye.
City nha các bạn. Mất City này là thành phố điên nha các bạn. Các bạn chơi coi chừng các bạn điên luôn nha các bạn. Nó nhảm hả? Mình đã mua con chó vàng rồi nha các bạn. Mua được không? Có 17. Vàng chỗ đó sao ăn được? Sao bạn Lam ơi, sao bạn rời rô, bạn không thông minh đấy bạn ạ. Chỗ mình nhiều vàng hơn, sao bạn khôn thế bạn ạ? Bạn khôn thế bạn ạ? Chị kịp mà. Kịp mà. Dừa nó có giếng mình đâu. Lên cây thông á hả? Lấy tiền chứ. Thằng nào nó kêu gà kìa. Bệnh gì mà xấu vậy? Thằng ấy nó chết luôn rồi kìa kìa.
sẽ chơi Max City nha các bạn. Mình vừa sẽ chơi Max City nha các bạn. Mình sẽ chơi Crazy City nha các bạn. Chơi con sói rồi. Nó thấy mình rồi. Mình lại chỗ gốc cây luôn nè. Nó còn xa lắm. Mình ăn vàng kia. Đừng. Mình có 38 vàng à. Cái nhiều vàng đâu mà. Cái gì? Còn chưa sống rồi mà mua kem, mua con chó, kem mua con camera, kem mua con chạy nhanh. Đâu, sao lên được vậy? Đây này, chỗ này nè. Đây nè. Cái bị tịch trưởng bên kia, ai ngỡ trên đây nè. Xe té à? Bye. Ai tin mắc rồi cơ. Thấy tên kia. Kia đang đứng đâu vậy? Đâu kia đang đâu vậy? Mình sợ quá. Kia đâu? Nó đang lại chỗ kia kìa. Nó thấy tên kia. Bye. Lát nữa nó dịch bye. Chuyển lại chết. Lát nữa nó mà dịch chuyển lại một cái tụng chạy không kịp á kìa. Chết mà, bị kẹt rồi. Bye.
nhé, mình chết rồi. Thâm hả? Thâm. Lê Thăng Thiện hả? Lê Thăng hả? Ngon chứ? Em không kêu làm sói nhỉ? Thank you.
Kê lụm cung được không? Kê lụm cung được không? Đó, kê là hô lý hả? Ủa nó có đeo túi tiền đâu, nhưng mà nó bị á. Ui con sói nhỏ xíu à. Mày bị nó là con em bé mà. Con này không biết gì à?
nói à? Sao của mình không mở cửa đó vậy? Không biết, em đợi chút chứ. Mình mở cửa vậy ta? Làm đại cái thôi, để mình làm thử cái xong cái lát rồi mình rồi có kỳ càng không mở. Rồi bây giờ mình làm tù nhân chắc thoát được rồi đó. Cảnh sát nào mà chả có kỳ cạc.
kêu các bạn với nó đi hả? Các bạn với mình nhớ. Sao các bạn nhờ? Các bạn đi. Các bạn nghe chưa? Đâu? Đâu các bạn sao? Bấm vô cái hình đó, bấm cái tab đó. Tab nào? Điện thoại hả? Đưa đây, cứ đưa đây đi. Thôi, em muốn các bạn thì đưa đây. Em có nó không? Kìa, toàn bấm bấm trên này. Rồi đó, trên đây. Thấy không nhỉ? Còn nó là friend gì chưa là đẹp em đi. Rồi, new friend rồi đó. Ok. Cái đó mình nhảy trước cho mình nhảy được nè. Kỳ ta, nãy cái bấm nút cho nhanh nè. Tờ, để coi. Thôi, tin ở đây đi, tin đợi kia khác lại cho lên. Ở trong tù kia mới đi trực thăng nè. Vô lại chở mình nha. Trời. Đây nè. Xuống. Sao thằng đi nó không đi à? Thank you.
cướp hả? À, sao cây vô được chứ vậy? Cho mình cướp nha. Đó, lấy á. Trời ơi. Mình hơi lắm. Cái toàn lấy trước không mình lá luôn. Ủa sao mình không lấy được, nó lấy nhanh vậy? Trời ơi, có mấy đồng lấy á. Trời đi đường này nó chá, đi nèo đi đường kia. Lấy luôn. Nó kêu cái gì vậy? Lầy à? Đừng! Cho mình đi đi chứ nhanh! Mẹ lên!
Ai biết. Đó. Ở trên đây đó. Đừng đừng đợi mình nhé. Kìa đâu? Thank you.